nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông trực diện vào hông xe ô tô bán tải đang qua đường, khiến người này bị thương rất nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 31 tháng 5 trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, nam thanh niên tên là Bảo Linh, 24 tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Phước, điều khiển xe máy mang biển số 93F87559 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến đoạn khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, cùng lúc này chiếc xe ô tô bán tải mang biển số 93C11223 chưa rõ người điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Khi đi gần đến đoạn được phép qua đường, chiếc xe bán tải bất ngờ chuyển hướng rẽ trái qua đường. Gặp tình huống bất ngờ lại điều khiển xe với tốc độ cao, nam thanh niên điều khiển xe máy không kịp xử lý, tông trực diện xe máy vào hông xe bán tải. Cú tông quá mạnh khiến chiếc xe máy bị găm thẳng vào xe ô tô, nam thanh niên bị đập mạnh vào xe, dội văng ngược trở lại. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên bị thương rất nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe máy bị nát bét phần đầu, xe ô tô hư hỏng nặng một bên. Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.